đây là cái sai lầm cố hữu của mọi người khi chọn mua laptop cũ là yêu cầu phải là zin nguyên ốc chưa có mở ốc ra. Mấy con ốc này để làm gì đâu anh chị, nó không có nghĩa lý gì hết, cứ mở cho em Cường ha, mở ra coi bên trong. Như cái máy này nè, nếu mà mở ra anh chị không bao giờ dám mua. Đây, nó bị ten xét nè, sau 2 năm mấy sử dụng anh chị thấy không, ten xét hết nè. Đây nè, cái hốc tản nhiệt, anh chị thấy nó bị ten không, có dấu ten nè ha, xét đây nè. Đó, ten nè, ten xét nè, thấy không, rõ ràng chưa. Thì đây là một cái chiếc máy sử dụng trong môi trường độ ẩm cao, ví dụ sử dụng trong phòng máy lạnh liên tục hoặc là sử dụng ở biển đâu đó nói chị à, thì nó sẽ bị những cái tình trạng này ha. Và bây giờ em Cường bảo dưỡng vệ sinh cái máy này cho khách xong thì xài bình thường à, test ok hết, không có sao hết á. Nhưng mà đâu có chắc rằng là vài tháng nữa hoặc là một năm sau nó có đai không, đúng không? Như anh chị, nếu mà anh chị thấy cái tình trạng này, anh chị dám chọn cái chiếc máy này không? Cho dù giá nó có rẻ chút xíu anh chị cũng không dám mua, đúng không? Ai cũng vậy mà. Em cũng nói cho anh chị liệu luôn là những cái chiếc máy thu cụ đổi mới bên em Cường phải cho bên em mở ra kiểm tra. Bên em mở ra kiểm tra chắc chắn là nó chưa có ẩm mốc rơi nước nào kia và chưa sửa chữa trên đây thì em Cường mới nhận lại thu cụ đổi mới cho anh chị. Còn nếu không cho là em Cường cũng thua luôn, không có dám làm liều anh chị. Đó kiểu như làm liều. Mình có nghề mình biết mà, bây giờ anh chị đi mua hàng á thì anh chị hãy làm theo cái cách của những anh em thợ đi mua hàng là chính xác nhất. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là mở ra coi cái men cái đã, cho chắc cái đã ha. Rồi pin bọng rồi nó có zin hay không? À thấy thế chưa? RAM riết nào kia nè, ờ đó. Ok, chuẩn chỉ hết đi, lúc đó mình mới test tính năng ha, test màn hình, test loa, đó, test hiệu năng của máy đó. Và đặc biệt hơn nữa là cái người bán cho anh chị á, người ta sẽ cam kết trên một cái phiếu bảo hành. Ừ, cái máy này là phải cam kết zin nguyên bản và có bảo hành, có bao test 30 ngày một đổi một cho anh chị hay không? Cái đó là quan trọng ha. Và thêm một cái thứ hai nữa, em Cường thấy anh chị hay gặp phải cái lỗi này. Cái máy này ví dụ, nó đẹp dữ vậy mà tại sao người dùng người ta bán lại làm cái gì anh? Tại sao khách hàng trước người ta bán anh? Câu hỏi đó em thấy nó thừa thãi. Anh chị hình dung cho em nha. Bây giờ ví dụ như cái máy này nó bị sửa rồi đi, mà nếu mà anh chị hỏi câu đó là như em là em người bán nè, nếu mà em làm bậy thì em có đời nào mà em nói với anh chị là cái máy này sửa rồi không? Rõ ràng là em Cường không nói, anh chị mới dám mua. Nếu mà em Cường nói cái máy này sửa rồi anh chị sao dám mua? Thành ra em nói cái câu hỏi đó là khỏi thừa thãi. Anh chị hỏi người ta nói dối anh chị làm sao biết được, đúng không? Bây giờ mình cứ phải mở ra coi thôi. Em nói rồi, mấy cái đồ điện tử này coi mới chắc, chứ còn mà em nói là đoán mò là chết ngắt luôn. Zin là zin bên trong ha, linh kiện thiết bị bên trong zin chưa đụng chạm à, chưa sửa chữa nào kia. Ok, MacBook Air M2 nè, anh chị thấy sót không? Như em Cường không thấy sót gì hết trơn, cứ mở ra, mở toàn bộ đó. Nó có cái gì đâu, nó có mấy cái lẫy à đó, gỡ cái lẫy lên đó, anh chị gỡ nó ra rồi mình coi men ở trong cho nó chắc. Này khách hàng đang ở dưới đợi ha, thì hẳn em làm clip cho anh chị xem luôn. Thì đổi máy hay gì em Cường cũng phải mở ra kiểm tra thôi. Đó, có gì đâu, rất là đơn giản, anh chị thấy không? Chỉ cần 2 giây 3 giây là mở được rồi. Đó, máy đẹp keng ha, không tì vết. Đó, như xuất xưởng luôn, anh chị thấy đó ha, mới len keng xà beng luôn. Nó chỉ bị bụi sơ thôi, cái này không sao, cái này bụi mình phủi là hết à. Đó, như vậy nè mới chắc chắn là zin nguyên bản nè. Chứ bây giờ mà không cho mở mà kêu cam kết zin nguyên bản anh chị mới mua, cái đó người ta gọi là tiêu chuẩn kép đó anh chị. À em Cường không dám làm liều đâu, mình làm cái gì phải chắc cái đó. Tại vì buôn bán bây giờ em nói là lời lãi có bao nhiêu đó anh chị, chứ đâu phải là một vốn bốn lời đâu mà mình làm liều được anh chị. Bảo hành một năm giống như em Cường MacBook là bảo hành một năm, anh chị nghĩ đi, máy mới cũng bảo hành có nhiêu đó thôi mà máy dùng rồi em Cường bảo hành một năm thì anh chị biết được là cái trách nhiệm của mình với cái sản phẩm nó hơi cao rồi đó. Cái thứ hai nữa là 30 ngày đầu lỗi á thì có cho đổi máy khác hay không đó, hoặc là đổi là máy khác hay không, chắc chắn là được nha. Bên em là 30 ngày đầu lỗi là đổi. Tại vì mình mua máy để dùng chứ đâu phải mua máy để đi bảo hành đâu. Ví dụ sau một tháng có rủi ro thì mình chia sẻ, bên em sẽ bảo hành cho anh chị ha. Còn mà ví dụ như trong tháng lỗi thì mình đổi máy khác luôn à, gắn vô cũng vậy anh chị. Rất đơn giản luôn. Em nói laptop là một cái thiết bị mà hãng cho người dùng được phép vệ sinh sau 1 năm 2 năm sử dụng ha. Thì nó là cơ cấu mở hết anh chị, đơn giản cực kỳ. Vậy nha.